Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với livestream của Sport Home. Hôm nay thì Hùng lại được bóc giày anh em ạ. Lô giày cầu lông Liên Minh chính hãng khuyến mãi giá là rất tốt cho anh em nhé. Nói chung là giá tốt nhất từ khi mà các mẫu giày này ra mắt đến giờ. Đấy thì hôm nay chính ra là bên Hùng về có 8 thùng cơ, nhưng mà cái đôi kia thì hôm trước Hùng có giới thiệu mọi người rồi, đấy là đôi Lightning Shizuki mà bản rút gọn nhá. Đấy thì Hùng đã bóc ra và cho lên kệ hết rồi. Bây giờ là có hai mẫu mới đang sale và hàng là hàng chính hãng nhập khẩu chính ngạch bởi công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hải Long, và đây cũng là mức giá tốt nhất cho hai mẫu giày này từ khi ra mắt đến giờ. Thế thì bây giờ Hùng xin phép bóc hàng và giới thiệu với mọi người. Cái thùng kia thì Hùng bóc ra từ hôm qua rồi, bởi vì là có khách cần đôi giày trong đấy. Còn bốn kiện hàng này nói thật là về 2-3 hôm rồi, nhưng mà hôm nay Hùng mới có thời gian để bóc mọi người. Đấy. Thì để mọi người tham khảo xem, anh em có nhu cầu mua giày cầu lông thì tham khảo xem là có ưng mẫu nào không nhá. Trong này có một đôi tầm dưới cao cấp và một đôi cao cấp. Đấy thì đây, thì giới thiệu luôn. Đây là mẫu Li-Ning AITT 003-1. Đấy. Thì đợt này khuyến mãi về có size 39.5, 40, 41, 42. Mình nhớ là như thế. Còn tí nữa bóc thùng ra mà nó có size 43 hay là có 41,5 thì sẽ bảo anh em sau. Đây. Đây chính là đôi 003. Đấy. Đôi này thì phù hợp nhất với sân thảm nha anh em. Với sân bê tông thì Hùng thấy nó hơi không phù hợp. Nói chung đánh sân bê tông vẫn ok, nhưng mà kiểu dòng đế này thì nó hợp nhất với sân bê tông nha anh em. Đấy. Nơi này thì nó cũng thuộc dòng gọi là dưới cao cấp thôi. Giá gốc của nó cũng là 499 tệ, tương đương khoảng 1 triệu 7 đấy anh em. Ở Việt Nam nhập về thì bán với giá của hãng niêm yết tại các cửa hàng, các store hay là VNB cũng sẽ bán giá này 1 triệu 4. Đấy thì bên Hùng bây giờ hiện đang sale chỉ 1 triệu 0 xx thôi. Nói chung là chưa đến 1 triệu mốt nha mọi người. Đấy. Đây cũng là mức giá tốt nhất cho mẫu giày AITT 0003 này. Đấy thì lưu ý với mọi người, lưu ý là mặt trong nó sẽ màu trắng. Đấy, mặt ngoài nó sẽ màu đen. Còn nhìn thẳng thì nó sẽ là như này nha anh em. Cái đệm gót thì nó cũng rất là dày dặn. Đấy, và lót cũng là loại lót xịn luôn nhá. Rồi, bỏ ra. Đôi giày thì form nó sẽ kiểu hơi thuôn dài và hơi ôm nhá. Đấy, mọi người nhìn đôi giày có thể thấy. Nơi này có thể đi cả thời trang cũng rất là đẹp. Kiểu thiết kế nó rất là kiểu thời trang và trẻ trung ấy. Đấy. Lót đây. Lót nó bo hai bên và có những cái này này. Nó rất là bám tất nha anh em. Chạy nó không bị kiểu bị trượt chân trong giày ấy. Đấy. Thì đôi này đang sale khá là sâu đấy. Giá gốc 1.750 đấy mọi người ạ. Ở bên Trung Quốc đôi này bán khá đắt. Về Việt Nam bán 1 triệu tư là rẻ rồi. Nhưng mà bên Sport Hùng hiện tại đang sale chỉ có hơn 1 triệu một tí thôi. Nếu anh em tìm hiểu thì anh em cứ lên Google đánh mã đôi giày ra là biết. Còn cam kết là hàng chính hãng chất lượng và bảo hành 1 tháng nha anh em. Hàng của Hải Long nhá. Đây, mã là Li-Ning AITT 003-1 này. Mọi người muốn tham khảo thì đấy, hàng mà Hùng về rất ít thôi, có mỗi 4 thùng này thôi, không còn nữa đâu ạ. Mà nó chia đều cho hai mẫu và mỗi size tính ra cũng chỉ có vài đôi, 2-3 đôi thôi. Đấy. Thôi công khai luôn cho anh em, nhưng mà thời gian khuyến mãi chỉ khoảng 1-2 tuần thôi anh em nhé. Nói chung là hết hàng. Có mỗi 4 đôi này thôi, có mỗi 4 thùng này thôi. Đấy thì sale chỉ còn 1 triệu 020, ship nữa là 1060 anh em. Đấy, lót giày. Đây là loại lót ngon của Li Ning đấy. Đợt này có nhiều đôi bán đắt hơn cả đôi này, nhưng mà cái lót nó còn đều hơn anh em ạ. Giày Li Ning nó ra mấy mẫu mới, ra mấy cái lót nó lót kiểu của giày tầm trung, nhưng mà con này vẫn giữ được cái lót ngon của nó. Đấy thì bây giờ ngoài ra thì còn mẫu cao cấp. Đấy, đây là mẫu giày dưới cao cấp, còn cao cấp thì gọi là cái như top cao cấp nhất thì cũng có mẫu này đang sale nha anh em. Anh em chờ một tí không bốc hàng. Đôi này là bán đôi cao cấp này là bình thường là nó hơn 3 củ đấy. Thùng này thì vẫn đôi 001 rồi.
nhìn hộp màu đỏ không biết. Ok. À đôi này có cả size 41.5 nha anh em. Có cả 43 luôn. À, mình nhập được 43 luôn này, nhưng mà chắc được 1-2 đôi, được 2 đôi. Ok, vậy là đôi 003-1 này có size từ 39.5. 39.5 của Linh, thì mọi người lưu ý là nó sẽ ghi là 39 2/3. Đây nó là size 7US nhá, 39 2/3. Hay còn gọi là 39.5 của Linh. Thì lưu ý là nó cũng chỉ bằng size 39 của các hãng khác thôi nhá, chứ nó không to hơn anh em. Và đây cũng là size bé nhất giày cổ lông nam của Linh. Đấy. 24.5cm thôi, anh em nào chân 24 thì đi vừa, bởi vì mình lúc nào mình cũng phải để thừa ít nhất khoảng nửa phân để đi tất. Thậm chí là những người chân bè thì phải để dư ra tầm 1 phân cơ. Đấy, tiếp theo bóc thùng này nha, thùng này là giày cao cấp chắc rồi. Ok, vậy là đủ size nhá, đôi 003 này cũng là đủ size, nhưng mà mỗi size thì nhiều, size là nhiều thì được 3-4 đôi. Size nào ít thì chỉ được 1-2 đôi thôi. Lưu ý là đây là giá siêu sâu nhất từ khi mẫu giày ra mắt cho mọi người, và đây là chương trình siêu đầu tiên. Chương trình siêu đầu tiên của hãng Linh với các mẫu giày này. Thì ra đều là mẫu mới về Việt Nam hết mọi người. Đây, đôi cao cấp nha. Đấy, chúng ta tập trung vào đôi này. Nếu mà anh em nào đã gọi là theo dõi mẫu này từ lâu, rất muốn mua rồi, nhưng mà giá cao quá, tận 3 củ cơ, thì đây là cơ hội cho mọi người. Mọi người mua giá chỉ hơn 2 củ thôi. Ok, tự nhiên Hùng lại bấm nhầm cam quay ra mặt, hôm nay chưa cạo râu anh em ạ, nên là không dám lên hình. Lại bị dính rồi, không hiểu kiểu gì bấm màn hình. Nghe xấu trai không xuất hiện trên live stream của anh em nha, anh em nghe giọng đấy nhá. Sao lấy nét kém thế nhở, mình nhìn trông rất mờ. Sorry anh em nhá, trông nó khá là mờ. Để mình quay chiều này. Thôi để cố gắng lấy nét một chút nào. Lại chím ok, đây là đôi Lightning Saga 2 Pro nha anh em, đây. Saga 2 Pro nhá. Đấy. Đôi này bên Trung Quốc giá cao dã man luôn anh em. Giá gốc của nó lên đến 1.299 tệ. Nhưng nó tương đương với khoảng 4.500.000 anh em ạ. Còn về Việt Nam thì nhập về không thấy giá tốt mà. Tính ra có khi bên Trung Quốc phải sang Việt Nam nhập về bán ngược lại. Đây, em nói đây. Rất đẹp. Đấy, đây là gần như là đôi cao cấp nhất của Linh nhá. Hiện tại nhá. Và nó chỉ có sau cái đôi có kiểu có khóa thôi. Nó giống hệt như này. Có hai màu đen trắng ấy. Và nó có thêm cái kiểu khóa xoay ấy. Đấy. Còn đôi này thì chỉ khác đôi kia là nó sẽ ít hơn ở thiếu cái phần khóa xoay. Còn lại mọi công nghệ hàng đầu thì đều được áp dụng cho đôi giày này hết. Nên là đôi Saga 2 Pro nha anh em. Và đây là cái màu mới nhất. Trước đó thì nó có về 3 màu trước, thì ngày trước Hùng cũng bán mãi rồi. Đấy, nhưng mà đôi này là màu mới nhất. Ok, chúng ta... Đây, đôi này được áp dụng nhiều công nghệ nhất, gọi là những công nghệ hiện đại nhất, đẳng cấp nhất của Linh luôn đấy. Nhưng mà nó có một yếu điểm là nó sẽ hơi nặng hơn mức bình thường một chút nha anh em, vì nó quá nhiều công nghệ. Đây mọi người có thể, cái tờ giấy này chính là tờ giấy công nghệ của nó nha. Đấy, mỗi đôi giày này mọi người mua thì đều có. Đấy, con này giá gốc tận hơn 4 triệu anh em ạ. Đấy thì giá bán lẻ tại các store hay là của bên VNB hay một số store của Linh, nói chung là tất cả các store chính hãng của Linh ấy, thì đều bán với mức giá niêm yết này hết là 3 triệu. Tuy nhiên thì bên Hùng đang có chương trình sale, chỉ còn 2.150.000 miễn phí ship nha mọi người. Đấy, và cái mức giá đấy là phí ship là nó cũng khá là cao, bởi vì là bên Hùng ship phải có mất cái kiểu gọi là cái khai giá hàng hóa, khai giá trị hàng hóa ấy, để khi mất hàng hay có vấn đề gì thì còn đền bù ấy. Nên là phí ship nó phải mất tầm 50.000 rồi nha anh em. Thì tính ra là không khác gì anh em mua về giá chỉ 2.1 triệu. Đấy.
3 triệu, sale chỉ còn 2150 miễn phí ship. Đây, đôi này thì anh em chân hơi bè cũng có thể đi được nhá. Nó thiết kế hơi kiểu bè và đây công nghệ chống lật đây, gờ chống lật đây và hơi bè ra phần phần cạnh đấy, đấy. Nó có rất nhiều công nghệ, ví dụ đế này, công nghệ non-minking này. Đấy, carbon fiber plate này. Hay là đây là công nghệ ProBalock này. Túp tip này. Đấy, và giảm chấn của nó là công nghệ mới nhất của hiện đại nhất của Li-Ning, nó là cái công nghệ boom này nha anh em. Công nghệ boom này này. Công nghệ boom và cái chất liệu công nghệ boom chính là cái trắng trắng này này. Nó như kiểu một dạng, nó giống 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 như kiểu xốp ấy. Nó rất là nhẹ và độ đàn hồi rất cao, thả trứng ở độ cao khá là cao rơi xuống nhưng nó cũng không vỡ nha mọi người. Thậm chí ném quả và ném cả quả bóng bay đựng nước xuống nhưng mà nó sẽ bật lên, nó không bị vỡ. Quả trứng cũng thế, thả trứng cũng không vỡ nha. Đây là công nghệ giảm chấn gọi là số 1 của Li-Ning hiện giờ đấy, công nghệ boom nghe trắng trắng này này. Đấy. Công nghệ boom đây nha anh em. Đấy, cool sale, nói chung đôi này nhiều công nghệ lắm. Anh em muốn xem về công nghệ thì xem tờ giấy này. Đấy thì con này giá gốc bên Trung Quốc bán rất cao, toàn hơn 4 triệu thôi. Về Việt Nam thì có lẽ hãng điều chỉnh cho giá phù hợp với thị trường thì giá nó là 3 triệu. Còn bên Sport Hồng thì đang bán chỉ 2150 miễn ship nha anh em. Đấy, cái đây cái gót của nó ấy. Rất cứng chắc chắn, nó giữ form gót ấy. Và nó hơi kiểu cao lên này, nó kiểu nó giữ gót chắc chắn hơn và trông đôi giày cũng đẹp hơn. Nó cũng là một phần của công nghệ chống lật, nó làm kiểu cao cổ hơn bình thường đấy. Đấy, ở đây có một cái đệm rất là êm, rất là mềm, đeo vào chân cực thích nha mọi người. Lót của nó cũng rất là xịn và dày, cũng thôi chả kéo ra nữa. Đấy, chúng đôi này rất là đẹp. Nếu mà anh em nào kiểu thích màu tối ấy, thì với cái thiết kế màu sắc các thứ như này thì quá là đẹp luôn. Hùng cũng chỉ kiếm được đấy, rất là ít, chắc tầm chưa đến chục đôi. Đây, tất cả ở đây hết hai mẫu chia đều. Mẫu này thì nhập được ít hơn anh em, có size 39.5 tương đương với 39 hãng khác. Tiếp theo size 40, 41, 42 thế thôi, không có 41.5, cũng không có 43 nha mọi người. Đấy, đôi nào nhập nhiều thì được 3 đôi và đôi nào nhập được ít hơn thì được 1-2 đôi thôi ạ, các size ấy. Anh em nào đã tìm hiểu về các đôi giày này thì đảm bảo là nghe mức giá mà Hùng báo cho mọi người thì Hùng tin rằng bây giờ đã có những tin nhắn chốt đơn rồi. Đấy. Còn anh em nào chưa biết mà muốn đầu tư một đôi giày cao cấp ngon mà đang được sale sâu thì anh em có thể tìm hiểu lên mạng, đánh mã giày là Li-Ning AIAT. Đây. Li-Ning AIAT 003-4. Anh em tham khảo giá, tham khảo công nghệ các thứ. Đấy, rồi ưng thì quay lại chốt đơn cho Sport Hùng. Hùng nghĩ là đôi này thì chắc là bán cũng vài hôm là hết thôi. Giày cao cấp rất ít khi sale mà đôi này là còn là màu mới về nha anh em. Nó sản xuất tháng 8 2023 này. Và về Việt Nam thì mới cuối năm 2023 thôi. Nó coi như là mẫu mới luôn đấy mà có sale nhá. Thường thì Li-Ning nó cứ phải tầm 1 năm. Hàng về 1 năm rồi thì may ra mới có chương trình sale. Và đặc biệt là đôi này là đôi bán cực chạy và rất hot. Chứ không toàn order cho khách mà phải cọc tiền trước và giá khá là cao nha anh em. Mà cũng rất nhiều khách đặt. Đợt này thì hàng có sẵn, không cần phải cọc. Thanh toán khi nhận hàng là được. Và giá lại còn rẻ hơn tận mấy trăm nghìn so với trước Hùng nhận order nữa. Ok anh em nhá. Đấy thì mọi người có nhu cầu thì liên hệ Sport Home. Còn anh em muốn tìm hiểu chi tiết về công nghệ của đôi giày có thể lên mạng xem, đánh mã giày ra nó ra cả đống. Đấy, hoặc là xem các shop khác review xem là nó có góc nhìn khác gì không. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À đúng rồi, cái đôi Li-Ning, mọi người chờ một xíu nhá. Đôi Li-Ning Shizuki bản rút gọn đã về size 40 và size 43. Các size 41 thì chỉ còn có 2 đôi thôi. Size 41.5 thì Hùng trả khách là hết sạch rồi. Size 43 thì về thêm 5 đôi nhưng mà có khách đặt trước 2 đôi rồi. Còn hiện tại chỉ còn size 40 là từ đầu đến giờ nó chưa về thì bây giờ vẫn còn một ít hàng. Có 45 khách đặt trước rồi ấy. Thì bây giờ cũng chỉ còn vài đôi thôi. Ok, đây, đôi Shizuki bản rút gọn nhá.
Đây này thuộc tầm dưới cao cấp, với giá gốc là 499 nhân dân tệ. Và đôi này nó là hàng nội địa Trung Quốc xách tay nha anh em. Đấy, còn hai đôi mà Hùng vừa giới thiệu trước đấy là đôi này và đôi 003-1 nãy. Thì nó là hàng chính hãng, được nhập khẩu chính ngạch bởi công ty Hải Long. Ok, đây, đây là đôi Suzuki bản rút gọn. Mà đôi Hùng đang đi, Hùng đang view mấy hôm nay đấy. Đôi này thì đang được sale 1.750.000, chỉ còn 990.000 và được miễn phí ship nha mọi người. Và được tặng cả hai cuốn cán nha anh em. Đấy. Đôi này thì bên Hùng về và nói thẳng là bán chạy có bao nhiêu hết bấy nhiêu anh em ạ. Đấy, mới về hàng các size về trước bán hết sạch rồi, còn đôi này mới về size 40. Đấy. Mới về size 40. Đôi này nó cũng được áp dụng công nghệ giảm chấn Linen Cloud nhá, cái lớp đen này là công nghệ giảm chấn Linen Cloud nhá. Ngoài ra lớp dưới này thì nó là lớp công nghệ giảm chấn Eva, có hai lớp giảm chấn. Rất là bền, rất là êm, mà kiểu Hùng thích nhất ở đôi này là nó đi êm mà rất là nhẹ. Và sau này càng đi nó càng êm ra mọi người ạ. Cái dòng đế này ấy, vì Hùng đi dòng đế này khá là nhiều rồi, Hùng đã từng đi hai đôi dòng đế này rồi. Và Hùng thử rất nhiều các dòng Linen trong cùng tầm giá thì cái dòng này là cái dòng Hùng thích đi nhất, nói thẳng luôn. Nhẹ và êm, càng đi nó càng mềm ra, càng êm mọi người ạ. Nếu mọi người mà tài chính không mạnh đấy thì mọi người có thể mua đôi này, nó quá là ngon trong tầm giá. Nếu mà mọi người có tài chính tốt thì mọi người có thể tham khảo đôi này, nhưng mà bản full nhá, bản gọi là bản Suzuki đi luôn đấy, vận động viên Suzuki đi luôn đấy. Thì đây có một đôi mà Hùng mới order về cho khách thì cho anh em xem luôn. Đôi này thì giá gấp đôi nha anh em, bản full thì giá gấp đôi luôn. Đấy thì Hùng mới khuyên là anh em nào có điều kiện thì hãy mua bản full, còn bản rút gọn thì nó cũng đã là ngon lắm rồi, Hùng nói thẳng. Đây đấy, thì đôi này nó nhìn basic hơn, nó kiểu nó không đẹp bằng. Đôi bản full thì nó sẽ có nhiều họa tiết thiết kế nó đẹp hơn và công nghệ đế của nó cũng sẽ xịn hơn. Bản rút gọn thì công nghệ đế nó cũng giản lược đi, nhưng mà cái đế của đôi này cũng đã rất là ngon rồi. Nếu mà tầm giá kiểu 1.4-1.5 triệu đổ lại thì đôi trắng này rất là đáng tiền nha. Đấy, con này thì nó sẽ đế của nó sẽ kiểu cao cấp hơn và nhiều công nghệ hơn. Giảm chấn của con này cũng là Linen Cloud, con này cũng là Linen Cloud, nhưng mà cái con này nó kiểu lớp giảm chấn nó dày hơn và có độ đàn hồi kiểu nó kiểu cảm giác nó tốt hơn đấy. Bản full đây, order cho khách nhưng mà giá gấp đôi bản rút gọn nha. Bản rút gọn nó giá nó bằng, thực ra nó không kém nhiều lắm đâu, nhưng mà vì bản rút gọn được siêu sâu hơn nha mọi người lưu ý. Bản rút gọn này được siêu sâu hơn. Hiện tại cũng chỉ, nếu mọi người muốn đạt thì cũng chỉ có size 43 này, 43 và 40 thôi. Cũng chỉ còn duy nhất size 43 và 40 thôi. Còn size, à đúng rồi, ngoài ra thì có size 43,5 thì còn đúng một đôi. Và size 44 còn đúng một đôi thì cũng có khách dặn trước rồi. Hùng tí Hùng hỏi lại xem khách có chốt không. Đấy. Đây là săn sale. Giá cực kỳ tốt. Sale này gần đến 50% rồi mọi người. 40% rồi. 1750 mà sale chỉ còn 990 mà còn miễn ship nữa nhá. Không có đôi nào trong tầm giá của đối thủ là đối thủ luôn anh em. Đấy thì mọi người có nhu cầu thì nhu cầu mua giày thì phải tranh thủ cơ hội này nhá. Hàng Hùng thì không có nhiều. Nếu mà kiểu cứ nhập được mãi với giá tốt mà bán cho mọi người giá tốt như này thì đã không phải suy nghĩ. Nhưng mà hàng rất là ít thì anh em nào nhanh tay thì được, không nói thẳng thế, còn đắn đo nhiều quá thì mấy nữa hỏi không còn hàng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Support Hùng xin phép kết thúc cái live stream này, còn đi ăn trưa cái. Bye bye anh em nhá.